Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 21 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu cán bộ công an đã thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, bị cáo Hưng đã tự nguyện tác động gia đình, người thân, bạn bè khắc phục thay bị cáo toàn bộ số tiền 800.000 đô la Mỹ, 18,8 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án, ghi nhận của báo Công an Nhân dân. Bị cáo Hưng còn đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho bị cáo vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp thuận đề nghị xin vắng mặt của bị cáo Hưng và đầu giờ sáng bị cáo Hưng đã dẫn giải tới phiên tòa để phục vụ công tác xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hưng bị tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Là bị cáo đầu tiên đứng trước bục khai báo, bị cáo Hưng khẳng định lý do bị cáo thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt vì từ cuối tháng 11 bị cáo đã thay đổi nhận thức. Bị cáo Hưng tự nhận thấy rất đáng tiếc và đau lòng về hành vi nhận tiền chạy án của mình và khẳng định gia đình và người thân của bị cáo đã thay bị cáo nộp lại số tiền 18,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Bị cáo Hưng mong hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá lại toàn bộ nội dung vụ án để đưa ra phán quyết hợp tình hợp lý với bị cáo để bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội. Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm ghi nhận lời khai này và thông báo việc bị cáo Hưng nhận tội đồng thời cùng gia đình nộp toàn bộ tiền khắc phục hậu quả sẽ được xem xét là tình tiết mới để hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét đánh giá. Bị cáo Hưng khẳng định bị cáo tôn trọng và chấp hành mọi phán quyết của tòa án cấp phúc thẩm. Khai báo tại phiên tòa, bị cáo Hưng nhiều lần đề nghị được xin xử vắng mặt để điều trị bệnh tiền đình. Bị cáo Hưng trình bày bị cáo mắc bệnh tiền đình rất nặng phải điều trị. Phần bào chữa tại phiên tòa, bị cáo ủy quyền cho các luật sư. Bị cáo Hưng xin nhận tội như bản án sơ thẩm đã xác định và cho biết bị cáo từng là đảng viên, cán bộ công an nên để xảy ra sai phạm là việc rất đáng tiếc và đau lòng. Dù nguyên nhân lý do phạm tội là gì thì bị cáo cũng thấy có lỗi và chấp hành mọi phán quyết của hội đồng xét xử phúc thẩm. Bị cáo Hưng nói, kết thúc phần trình bày, bị cáo Hưng được đưa về phòng cách ly. Cùng hầu tòa phúc thẩm, ba bị cáo bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên chung thân về tội, nhận hối lộ và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận hối lộ 42,6 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, nhận hối lộ 25 tỷ đồng. Và Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ công an, nhận hối lộ 27,3 tỷ đồng. Trong số 21 bị cáo kháng cáo, duy nhất bị cáo Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa, kháng cáo kêu oan cả về hai tội. Các bị cáo còn lại đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Trần Minh Tuấn bị phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Trần Minh Tuấn là 18 năm tù. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù về tội, nhận hối lộ, cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hai bị cáo chạy án là Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn, công ty Blue Sky cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Hằng và Sơn còn đề nghị tòa án cấp phúc thẩm tuyên buộc bị cáo Hoàng Văn Hưng phải trả lại cho hai bị cáo này số tiền lừa đảo là hơn 18,8 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án này, một số bị cáo xin được hưởng án treo như Lê Văn Nghĩa, Đặng Minh Phương, Trần Thị Mai Sa, Nguyễn Hoàng Linh, bị cáo Võ Thị Hồng, kháng cáo xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Quân, chồng bị cáo Hoàng Diệu Mơ, đề nghị được trả lại hai chiếc điện thoại đã bị tịch thu. Trong trường hợp không được trả lại, ông Quân xin được mua lại để bảo vệ quyền lợi thông tin cá nhân. Bà Trần Phi Nga, vợ bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kháng cáo một phần nội dung bản án xin giải tỏa kê biên và cấm dịch chuyển nhà tại dự án Tây Hồ Tây và xin giải tỏa kê biên, cấm dịch chuyển và trả lại sổ đỏ nhà khu vực Bắc An Khánh. Trong đơn kháng cáo, nhóm các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt đã bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội, mức độ hậu quả của các hành vi vi phạm để cân nhắc cho được hưởng khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về với gia đình và xã hội.
một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 bùng phát, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức. Có tới 54 bị cáo được đưa ra xét xử trong vụ chuyến bay giải cứu này. Và đáng buồn là có rất nhiều người, trong đó là những quan chức cấp cao, được Đảng, Nhà nước giao cho trọng trách bảo hộ, giúp đỡ công dân. Nhưng thay vì thực hiện nhiệm vụ của mình, họ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, theo ghi nhận từ Vietnam Plus. Tháng 1 năm 2020, dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát và dần lan nhanh ra toàn thế giới. Đến tháng 4 năm 2020, đã có hàng triệu người mắc bệnh và hàng trăm nghìn người tử vong vì bệnh này. Nhiều người đã phải áp dụng chính sách phong tỏa, đóng cửa biên giới và ngừng các chuyến bay quốc tế. Chính vào thời gian này, trong bối cảnh lo ngại dịch bệnh bùng phát tại các nước, gây khó khăn cho cuộc sống và an toàn sức khỏe, nhu cầu về nước của công dân Việt Nam ở nước ngoài không ngừng tăng cao. Dù điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, công cuộc chống dịch lại đang vào giai đoạn phức tạp và tốn kém, nhưng Đảng và Nhà nước vẫn tạo thuận lợi để đón công dân của mình trở về Tổ quốc. Sau thành công của chuyến bay đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán, Trung Quốc về nước vào tháng 3 năm 2020, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, tháng 4 năm 2020, Chính phủ cho phép thực hiện được đưa công dân từ nhiều địa bàn trên thế giới trở về. Việc đưa công dân về nước được tổ chức theo hình thức công dân thuộc diện ưu tiên được về trên các chuyến bay do cơ quan nhà nước phối hợp tổ chức thực hiện và cách ly tại các cơ sở quân đội. Công dân chỉ phải trả tiền vé máy bay, không phải trả tiền chi phí cách ly, gọi tắt là chuyến bay giải cứu. Những đối tượng ưu tiên khi đó được quy định gồm học sinh dưới 18 tuổi, người trên 60 tuổi, người điều trị bệnh tại nước ngoài hoặc có tiền sử các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch, ung thư, phụ nữ mang thai, khách du lịch, thăm thân hết hạn thị thực, sinh viên đã hoàn thành chương trình học, công dân đi công tác ngắn hạn đã hết thị thực, lao động hết hạn hợp đồng. Chủ trương kịp thời này đã nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế và sự ủng hộ của đồng bào trong và ngoài nước, thể hiện tính nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Những chuyến bay với các phi công, tàu lái, tiếp viên và đội ngũ y bác sĩ không quản nguy hiểm bay đến các vùng tâm dịch để đón công dân Việt Nam về nước đã thực sự trở thành niềm tự hào về tinh thần tương thân tương ái vốn có từ bao đời của dân tộc. Sau đó, trước nhu cầu hồi hương của đồng bào trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp và trong nước đang kiểm soát tốt dịch, song song với những chuyến bay giải cứu, Chính phủ tiếp tục cho phép tổ chức các chuyến bay combo. Các chuyến bay combo được các doanh nghiệp tổ chức thực hiện cho những công dân có nhu cầu tự nguyện trả chi phí trọn gói về nước, bao gồm vé máy bay, giấy chấp nhận của đơn vị tổ chức cách ly sau khi đã thỏa thuận về chi phí cách ly và giấy chấp thuận cho nhập cảnh, phê duyệt cho các tên trên chuyến bay đó. Từ đầu năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, cơ quan chức năng đã cấp phép và tổ chức hơn 1.000 chuyến bay, đưa hơn 200.000 công dân từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước. Riêng Bộ Ngoại giao đã đề xuất Chính phủ phê duyệt 772 chuyến bay đưa công dân về nước, trong đó có 400 chuyến bay giải cứu, 372 chuyến bay combo. Theo quy trình, doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức chuyến bay combo phải xin chủ trương của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố, nơi thực hiện cách ly công dân về nước. Hồ sơ sau đó được gửi về Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để đơn vị này tổng hợp, lấy ý kiến tổ công tác 5 bộ, Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông vận tải, Quốc phòng. Bộ Ngoại giao đã phân công đơn vị, cá nhân thực hiện việc tham mưu cấp phép các chuyến bay theo quy trình tại nước ngoài. Các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tập hợp công dân Việt Nam có nhu cầu đăng ký về nước, báo cáo về phòng bảo hộ công dân ở trong nước để lập kế hoạch tổ chức đón về, hỗ trợ công dân ở nước ngoài về thông tin, thủ tục mua vé máy bay về nước, làm thủ tục xuất cảnh tại nước sở tại. Ở trong nước, phòng bảo hộ công dân thuộc Cục Lãnh sự do Lưu Tấn Dũng làm phó trưởng phòng là đầu mối, tiếp nhận báo cáo của các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài và tiếp nhận hồ sơ tổ chức chuyến bay của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Sau đó tập hợp, dự thảo kế hoạch tổ chức các chuyến bay giải cứu, combo theo tháng, theo quý. Trong quá trình này, Phòng Bảo hộ Công dân Lưu Tuấn Dũng trình lãnh đạo Cục Lãnh sự duyệt. Tiếp đó, bộ hồ sơ được trình lên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, cụ thể là Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ký văn bản tổ công tác 4 bộ liên quan. Để được duyệt qua quy trình này, nhiều doanh nghiệp đã phải dùng chi phí bồi thường các cá nhân liên quan trong quy trình. Cơ quan điều tra phát hiện để có chi phí bồi thường, nhóm 20 doanh nghiệp với hơn 100 pháp nhân phải nâng giá vé máy bay, vẽ thêm nhiều chi phí phát sinh với khách hàng có nhu cầu về nước giữa đại dịch. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.